Hello anh em, tiếp tục lục đầu tháng nha anh em. 4508 DI, con thứ 3 trong ngày nha. Em về Nga Sơn Thanh Hóa cho khách trực tiếp vô xem máy luôn. Máy dàn số mới nha anh em. Con này em giao về Thanh Hóa cho chú khách. Chú vô trực tiếp cửa hàng xe máy nha, vô hồi tối qua, sáng nay chốt và bảo dưỡng xong rồi lên xe luôn, dàn số mới. Nga Sơn Thanh Hóa nha. Máy dàn sơ mới, dàn Greenland Max 8. Máy ống 508 DI nha anh em, dòng này bét kim nha, xe còn khá là liền. Lên xe ship vô chuồng nha anh em. Chú này ở Nga Sơn Thanh Hóa nha. Rồi tháo bánh hả? Ây da. Ui, dồ. Nay giao được 4 máy cài, thêm 4 máy cài nữa nha. Tiếp theo là con này về Nam Định. Máy dàn cài 6 chảo, cũng máy Thái luôn nha anh em. Con này bản cam nha. Con này về Nam Định, khách mua online. 5018 xúc lật. Thêm 3 cái dàn cài nữa về Tân Kỳ, Nghệ An. Con này về Nghệ An nha. Thêm một con 3408 máy dàn sới về Tân Kỳ, Nghệ An luôn. Nghệ An 2 chiếc, Nam Định 1 chiếc. Thanh Hóa mới vừa lên một chiếc nữa, chuẩn bị lên xe hết nha anh em. Con này anh trai lấy máy dàn cài 6 chảo, 4508 DI. Về Nam Định nha, không biết anh trai có đang coi trực tiếp không. Còn 5018 xúc lật, 5018 đời 2021, xe Việt đẹp. Gắn thêm cái xúc lật Thái. Máy 3 cái dàn cài, anh trai mua 3 cái dàn cài luôn. Về Tân Kỳ, Nghệ An. Anh này anh Tài nha, Tân Kỳ, Nghệ An. Con này thì về Nam Định nha anh em. Còn con mới vừa lên xe cho chú về Nga Sơn Thanh Hóa. Chú lấy máy sửa Greenland. Dàn Greenland Max 8, dàn đĩa 6 dao, mới 100% bảo hành 12 tháng, dàn này đây anh em. Đây. Dàn này bảo hành 12 tháng nha, về Nga Sơn Thanh Hóa. 4508 đi đó, xe em còn rất là nhiều nha. Anh em mình có quan tâm thì cứ liên hệ. Cài chảo còn rất là nhiều luôn á. Anh em nào có mua cài chảo thì ủng hộ nha. 246, 247 còn rất là nhiều. 246 tầm dày của anh Tân Kỳ ngang, tầm dày bán ở 20 nè. Đó, vàng xanh này đẹp nữa nè. Tầm này cũng vào tầm 20 à. 4708 HB còn nhiều lắm nha. Đó, anh em mình có quan tâm thì liên hệ. Nay chiều nay ra được thêm 4 máy cài nha anh em. Nam Định nè, nãy nói nè, Nam Định 4508 đi bản cam, máy dàn cài Nam Định, 5018 Tân Kỳ, Nghệ An. Đó, xe thì còn rất là nhiều nha. Anh trai nào coi 47 đây, 47 bản thường. Hơn 200 nhẹ. 4708 HB. Xe đẹp hơn 200 nhẹ luôn. Đó, còn rất là nhiều máy nha. Rồi anh em mình có cần liên hệ nha anh em. Em định máy cho khách. Chúc anh em buổi chiều nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn anh em đã quan tâm.